cuối cùng, thử thách nhóm dành cho cả ba khách mời ngày hôm nay luôn. Và một tràng vỗ tay cho họ nha. Xin mời các khách mời của chúng ta Quỳnh Lập, Phương Mỹ Chi và Thất. Thử thách 4, cả ba người chơi hãy dùng xe đạp của chương trình tìm đến trường tiểu học Trần Quang Diệu để thực hiện một nhiệm vụ ý nghĩa. Kìa, cái bánh phà lá cờ chương trình kìa. Rồi, rồi, rồi. Một cái bánh phà có lá cờ. Cảm ơn mấy em, cảm ơn mấy em. Bye bye. Trên đường đi con phải tìm được những cái dụng cụ này thì một lát nữa mình mới thực hiện được thử thách nè. Cái dĩa. Cái dĩa. Cái dĩa, bìa cứng. Bìa cứng. Và cái xẻng. Cái xẻng. Ê, chị Hương, chị Hương. Đi hướng kìa. Dê, tối là con thấy con mệt thôi. Dê ơi. Bây giờ kiếm cái dĩa. Cái dĩa? Dạ, dạ, đây, đây, tắp đây, tắp. Ủa? Dạ, nhà mình có cái xẻng nào không cô? Dạ, đúng rồi, con mượn cái chi nè, cho con mượn cái dĩa đấy con. Phải tìm được ba món, cái xẻng, cái bìa cứng và cái dĩa. Cái bìa cứng luôn, cái bìa cứng. Đó, chạy vô nhà người ta xin nè, hỏi thăm nè. Cái bìa cứng này phải không ạ? Cái bìa cứng chi nè, nhận may đồ, sửa đồ đẹp lấy luôn. Dạ, dạ, vậy cho con một cái dĩa với cái sẻng cơ mà. Cái sẻng nữa. Cái có sẻng cái nữa. Sẻng không ạ? Cái sẻng đó là cái sẻng. Đúng chú Nghĩa ơi, chú Nghĩa. Alo chú Nghĩa ơi. Qua qua chỗ khác xem con cái sẻng. Sao hay là cái sẻng của con chị? Chị làm ơn có cái len cho em mượn. Có cái len không vậy? Có, bà có rồi, bà có rồi. Cái len. Rồi, con cảm ơn. Rồi, cảm ơn chú, cảm ơn cả nhà, cảm ơn cả nhà. Sử dụng ba cái món đồ mà mọi người mới mượn được á để vận chuyển cát đổ vào trong cái xô kia. Mỗi người đứng một vị trí, dưới đáy xô nó có một cái đinh. Khi mà cái xô nó đầy cát, nó nặng, nó trì xuống thì cái đinh đó đâm bể trái bong bóng màu đỏ thì sau đó mới có được cái mã số. Xin cái dĩa hồng hoài á. Đúng rồi, mình biết mình xin cái dĩa bự. Alo chị Hương ơi, chị Hương ơi. Ơi ơi ơi. Ở đây bà con ta chỉ là xúc cát ướt cho nó mau nặng hơn. Ừ, người ta nói xúc cái cát ướt á cho nó mau nặng hơn. Đúng rồi, nãy giờ em lại cát ướt không á. Chưa quen, chưa quen. Nói chứ nghệ sĩ coi thôi chứ cũng chân yếu tay mềm. Cho nên là gặp mấy cái vụ mà cần sức lực đó cũng khó. Nhận 38.686.330 đồng.